Chào mừng quý khách trở lại với kênh xe nhập khẩu. Em xin kính chào khách hàng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi kênh xe nhập khẩu của bên em suốt thời gian qua. Hôm nay em sẽ quay cho các bác chiếc Beijing X7 2022. Đây màu này là màu titan. Đây là toàn bộ chiếc xe đã chuẩn bị hoàn thành thủ tục để giao cho quý khách hàng. Định bày được rất nhiều quý khách hàng yêu quý. Đến giờ phút này bên em xe tháng 5 và xe tháng 6 cũng đã ký hết rồi. Như các bác đã biết là phiên bản 2022 có một chút thay đổi ở bộ mâm. Thực ra thì mâm của 2020 là mâm phay hai màu, nhưng mâm của 2022 này thì nhà mạ đã thay đổi một chút, đã chuyển thành một màu thôi và là mạ titan. Các bác nhìn mạ titan, còn toàn bộ thì vẫn như thế và một chút thay đổi của mặt ga lăng. Em quay kỹ mặt ga lăng. Mặt ga lăng này thì có thay đổi một chút để cho cái độ thanh thoát và nhìn trông nó cứng rắn hơn rất là nhiều. Nhưng mà thì mình nghĩ là cái bản cũ 2020 thì cũng rất là đẹp, 2022 cũng đẹp. Để mình cho vào nội thất. Các bác biết thiết kế nội thất thì vẫn như vậy, tất cả đều là gam màu đen rất là sạch, nhưng màu da thì vẫn là màu vàng bò. Có một chút thay đổi nữa là trên ghế da sẽ không còn chữ theo chữ Beijing nữa rồi. Các bác nhìn này, không còn chữ nữa. Bộ nhớ ghế, đèn khiển điện, bám hướng. Vẫn là 6 túi khí. Em tắt cái này đi. Giờ cũng đã có bản tiếng Việt để các bác nhắc thêm mấy triệu nữa để cài bản tiếng Việt. Vẫn không hề cũ đi một chút gì so với bản 2020 mà được quý khách hàng yêu quý. Với 708 triệu thì mình nghĩ rằng là một chiếc xe đầy đủ để gia đình sử dụng thì cũng không có nhiều option như chiếc xe Beijing của mình. Thành ra là luôn luôn được quý khách hàng yêu quý. Vẫn cửa sổ toàn cảnh panorama, vẫn điều hòa hai vòng, nguồn điện 12V sạc đầy đủ. Gì mà X7 vẫn được quý khách hàng yêu quý. Xin chân thành cảm ơn quý khách rất là nhiều đã yêu và tin tưởng bên X7.